Khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường. Kính thưa quý vị, để tiếp theo buổi phóng thanh sấm giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, tiếp theo quyển 3, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quyển Giác Mê Tâm Kệ. Đây cũng là quyển thứ tư mà Đức Thầy hạ bút viết ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939 tại làng Hòa Hảo, 846 câu. Khởi đầu bằng câu khai ngọn đuốc từ bi chí thiện và chấm dứt bởi câu mong bá tánh vạn dân giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường. Thương dân hiền giáo đạo Nam Phương, đặng chỉ ngõ làm lành lanh dữ. Sách thánh đạo ghi trong tam tự, người mới sanh tánh thiện trời dành. Bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh, nên tật sâu che mờ thiện tánh. Thiếu giáo dục thiếu thêm đức hạnh, ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa. Mặc tình đời dèm xiểm ghét ưa, rần kinh kể ít người hai chữ. Quá mắt mỏ bởi chân phản ngữ, nên người đời có kiếm cho ra. Mỏ chuông bài đọc tụng ó la, cho hiếm kẻ tường thông nghĩa ly. Dòm trước mắt thấy điều hổ mỹ, nên động tình bác ái dài răng. Reo những ai lợi dụng làm sằng, cho suy sụp chân nhân mờ mịt. Nào có khác mây đen vũ bích, rồi dắt nhau đến chỗ dài ngay. Lấy tinh thần hiệp gian ngút mây, trong bổn đạo tự thân phải sự. Xuống dương thế cảnh trần gian nhiều nỗi lao lung, việc tu tịnh ít người hiểu ly. Trong ba tánh muốn nơi cao quý, phải truy tầm quyền bí ở nơi cơ. Từ sấm kinh cho đến thi thơ, trong chốn ấy nhiều nơi trọng yêu. Tạo làm chi những trung giới ơi, hiếu ấy là người bổn phận phải.
rồi cái đạo làm người. Kể từ nay lỡ khóc lỡ cười vì buồn bực thấy đời biến chuyển, các chư Phật từ đây lửa tuyển, coi ai là đức hạnh hiền từ. Lời sách xưa cần thủy truy ngư, cần sơn lành trần gian truy đều. Trong sấm giảng nếu ai không hiểu tầm kế này, ta chỉ nẻo đường quyết giải trần nên nói lời thường đời nay dễ biết. Trời giông gió say mùa say tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Khuyên dương gian bỏ các việc tồi, đặng lo liệu cho tròn thận sự. Thấy trần thế hãy còn lưỡng lự, muốn tu mà còn hỡi trần chờ. Việc thế gian như thế cuộc cờ, thăng dây thôi một hai nước tương. Nào ai có gạt dân nói bướng, mà dương trần liệu lượng tranh tàn. Ta mến yêu những kẻ thiệt thà, nghe cơ giảng thiết tha lo liệu. Học đạo lý như đợn trung điệu, hòa bán rồi thì cứ làm theo. Lũ tam bành trong bụng con đeo, đoàn lục tặc ta mau sớm giết. Mài gươm trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kim chữ sắc không. Đức Di Đà Phật Tổ ngóng trong, chờ dân chúng tìm nơi diệt khổ. Theo Phật giáo từ kim chi cổ, gốc ông cha ta cũng tu hành, mà ngày nay cứ mãi tranh giành danh với lợi của tiền quyền tước. Thấy trần thế ai ai cũng mơ ước, đời sao không tới phức cho rồi. Nay khổ lao khó đứng khôn ngồi, lúc đói cơm buồn lòng ngơ ngẩn.
làm ác đức nhiều điều quanh quẩn, như gà cò ăn bẩn cối xây. Thấy người hiền nói đắng nói cay, sao mới biết thân ai đau khổ. Nhớ thuở trước quay linh Phật tổ phép thần thông trừ lỗ rừng tòng ngồi chịu nắng sương, tìm đạo lý hiến cho trần thế. Hiểu lão sĩ ra đời thật y tế, đem lời vàng dạy dỗ dương trần, khuyên chúng y sanh khuya sớm ở chuyện cần, tìm nguồn cõi diệt trừ tư khổ. Bệnh giới tự tự sanh giới già, hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở lầu đài, nghiệm tứ khổ nên ngài tâm đạo. Lo tu tịnh mặc việc lục căn đừng nhiễm lục trần, chữ sắc thinh chớ có hầu gần, hương giới vị sắc trần nên lanh, chữ xúc pháp treo gương hiền tranh, sao đường cúng đặng về thần. Từ xưa nay dạy chỉ nhiều lần, mà Lê Thứ không lo chẳng liệu. Nhãn thấy sắc thường còn lỗ mồi ưa mồi êm dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chốn xa hơn hai lết lại gần. Lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến. Thân tham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho phải tâm tình. Ý thì ưa sửa sắc soi hình, giới chức phận cho cao cho quy,
sao đường ấy ở trong tâm ấy, ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tĩnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác, dứt được nó ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đọa đày. Cả thiên kiều những kẻ trí tài, hãy yên lặng bình tâm suy nghĩ. Tiên sử kỷ hậu lai sự bị, bắt lỗi người phải xét lỗi mình, vậy mới là phải bậc công bình. Nẻo chánh trực chỉ người quân tử, người biết đạo phải dình ngôn ngữ, nói với ai chớ có sai lời. Trọng mẹ cha kính nể Phật trời, đừng nhiều tiếng nghinh ngang mang lỗi. Tâm ngay thẳng ta không dời đổi, dầu tan xương nát thịt chẳng màng. Ta khùng điên nói đại nói càng, chẳng có sợ ai rầy ai mắng. Trời còn lúc tối mưa sớm mê nắng, thì trần gian còn mãi khổ lao. Ở trên đời kẻ thấp người cao, kẻ hiền hậu người thì trọng mới là. Tâm từ bi sánh thể ngọc ngà, trong các báo khó bì tánh thiện. Phải xử thế cho nên bài biện, miệng xảo ngôn thường kiện tâm thân. Việc bán buôn phải giữ ngang cân, chớ tập tánh lặng lường trao đâu. Các công cuộc chớ có nhiễm vào, tâm bằng tăng chẳng mến sắc màu, mến những kẻ biết vào đường chánh. Lời Phật Thánh nên truyền ban cho chúng sanh tường. Tuy ngày nay chúng nó hùng cường, chừng phân
đình thì ta cao quý. Khuyên bổn đạo lập thân nuôi chi, đặng chờ ngày yết kiến Phật trời. Quá yêu dân càng tỏ nhiều lời, cho trần hạ tìm trong lanh đục. Chẳng chịu tu mãi còn lục thục, lo giàu nghèo lo cũng chẳng rành. Ham công danh quên chữ sanh thành, mên phu quý quên câu dưỡng dục. Ráng kiếm chỗ tầm tiên lánh tục, người ở đời phải được lòng trong. Biển hồng trần sớm gọi cho xong, ngày lập hội mới mong trở lại. Chữ bằng tiền khuyên dân đừng nại, miệng cho ta trở lại ngay đàng. Chữ vinh hoa giờ chớ có màng, bởi giá tạm của đời quân hạ. Gắn công tu xem nhiều phép lạ, của thần tiên trừ lũ hung đồ. Nào lụa là lãnh nhiễu tố xô, chớ ham mến mà sao lao ly. Ngài tiêu diệt từ năm binh tí, đến năm nay hào hức đã nhiều. Các ngoại bang đã nhuộm máu điều, sao trần thế không toan chẳng liệu. Để đến việc gian lưng mà chịu, chở Phật đâu cứu kịp cho người. Khuyên chúng sanh bỏ tánh biến lười, phải sốt sắng làm ăn cần thiết. Nghèo giới đói từ đây sẽ biết, hàng ngoại bạn bố thiết ta hoài. Nên bá gia hãy ráng miệt mài, dầu rách rưới cùng kiềm. Lời ta dạy hãy nên suy nghiệm, phải phá tan ngũ quân trong mình. Chữ tham trong ý muốn mật tình, ráng định tánh trừ cho nó tuyệt. Chữ gây gỗ là sân hải diệt, cho nó đừng thập thoáng trong lòng. Thêm
chữ si thiệt quá lòng vòng, nên tình trí tìm nơi dục tất cả. Chữ nhân ngã cũng là quá gắt, ta chớ nên phân biệt với người, dẹp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Người tu hành phải chờ nghiệp chướng, với bốn ma mới đặng an nhàn. Tu nhiễm vào thân thể bất an, sắc mến nó ngày kia lao khổ. Ta nghiệm xét từ đời bạn cổ, có ai dùng mà đắng thành tiên, mà đời nay theo nó liên miên. Chữ tài của khổ riêng một kiếp, bị tội cướp nào ai có tiếp, mà đời nay nó cứ mãi làm. Chớ khí hùng khuyên chớ có ham, mà lao ly tâm thần trần thế. Kẻ nhất giả thường sanh ba kê, để gạt người làm thế cho mình. Ngày sau này lâm nỗi tội tình, sao sanh chung chẳng lo cải sửa. Bệnh non dịch thường hay ói mửa, mà dương trần chẳng chịu kiên vàng. Qua năm về đến lúc mùa hè, trong ba tánh biết ai hữu tri. Ta chịu lệnh Tây Phương thọ ký, dình nghiệt lòng đặng cứu dương trần. Nên ra đời dạy dỗ ân cần, khuyên ba tánh giảng dân liệu lấy. Khổ giới thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau dòm thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cành sông máu núi sương tha thiết. Trần giới thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể xả hương khắp chốn. Nhà giàu có xài không sợ tốn, phải để tiền cho kẻ nghèo nàn. Lo ăn xài trà rượu sơ,
xinh son, chừng khổ não phàn nàn căng sâu. Lời truyền xăm như bài toán đố, ai biết nghi tầm thì đắng nghĩ hương nhờ. Ta khuyên tu dân cứ mãi ngờ, sợ gạt chúng kiếm xu kiếm cắt. Bị ngoại quốc bán hàng quá gắt, nên dân ta chịu chữ cơ hàng. Ta khùng điên của cải chẳng màng, miệng lê thứ được câu hành phúc. Cờ thế giới ngày nay gần thúc, nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Chừng lao sao nghe ác thú non nghe tầng, thì Nam Quốc lương dân mới biết. Nay dài thế cãi cùng ngồi giết với xác trần vô thiết ít hàng. Ai nói chi ta cũng chẳng màng, sao biết đặng dân đừng có tiếc. Con phụ du ân hờ đèn thì quyết chung vô, thảm thương thay chết héo chết khô. Nhìn đèn nó thấy mồ phù vô, kể khuyên trần uống công trình. Khi nước rồng nhờ lúc bình minh, lúc nước lớn ca kia tan rã. Trần phú quý thì trần thông thả, chớ còn ta cứ khổ lao hoài. Viết kệ cơ giảng dạy ít bài, mặc lê thứ làm không tự ý, coi rồi phải nhận cho hiểu lý. Cầu quyền sâu của kẻ khùng này, bởi chữ khùng của Phật của Thầy, chớ chẳng phải của người lãng trí. Mê giới tình nhận ra là lý, thấy dương trần
ngủ mãi ngủ hoài. Thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Sách khuyến thiện miệng kêu không ngớt, mà nào ai có thức dậy tầm. Ta nghĩ suy cùng bắt hổ thầm, nên than thở cùng trần ít tiếng. Tâm sáng suốt như đài nguyệt kiếm, tành trong như nước bích mùa xuân. Nếu không tu chừng khổ cũng ưng, đừng có trách sao không chỉ bảo. Từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão, mắt trong vòng sanh tử luân hồi. Xuống diêm đình thấy tội hỏi ôi, đó mới biết có nơi địa ngục. Kỳ xa tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng nghe có nghĩ hưởng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiện giống chi hưởng ở đây. Địa ngục cũng tại tâm làm quay, về thiên đàng tâm mấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiếng hay Phật cũng là tại nó. Tô giới tình biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ ngữ đạo màu. Cảnh dương nghệ gian nghe muôn thảm nửa ngàn sầu, ngó vàng vật đại lầu chẳng nghĩ có. Sông với núi trước kia mắt nghe ngó, khi chết đi rồi thấy nó ngữ đằng nào. Ai biết đường hai sớm tàu đào, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhòi. Chiều cay đắng tu hành đời len lỏi xuống trần, đạo vô vi cố Phật ân cần. Nói theo chi Thích Ca ngày trước, câu phú quý ngài không chữ Bồ Đề như cõi ba tòng. Rang dưỡng nuôi chữ đó trong lòng, thì là được định trần diệu quả.
lời thuyết pháp chẳng gì nhân ngã. Người nào đâu có Phật tánh là xem cây này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thuận. Hạt mùa tiết giống kia bất lận, thái mộc mầm chỗ la mới màu. Trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Đạo giới lý từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Chọn nơi nào đạo chánh phụng thờ thì mới được thần sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Về yêu dân ta kể ngọn ngành, khuyên lệ thư làm lành mà tranh. Cảnh niết hoàng là nơi cứu cánh, về chốn ly xa lánh hồng trần. Dầu không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ trung quân ai quốc. Chừng lập hỏi biết ai còn mất, giờ chưa phân chưa biết chánh tà. Ta vì dân sắc lịnh ngọc tòa, đền linh khưu sơn trung chịu mạng. Nền đạo đức ta bài quá cạn, mà dương gian còn gán danh từ. Làm cho ta lỡ khóc lỡ cười, khóc là khóc thương người ngu muội. Thấy điên khùng làm như sắc nguội, chẳng tranh đường nó lại khinh khi. Ngó về tay niệm chữ từ bi, cười trần thế mê si thái quá. Trên giới luận đặng dành cơm mi cá, khuyến dụ người đặng kiếm nở bạc tiền. Thấy chúng sanh ghét ngõ ganh hiền, theo chế nhạo những người tu tình. Tu không tu cũng không mời thỉnh, mặc tình ai trọng cảnh hai chê. Thượng lễ dân còn mãn say mê, chẳng tu tình cho rành xương nghi năng. Thay ta
cùng nghĩ chẳng màng. Chân trần gian kiến thấy phùng hoàng, xè cánh múa chào mừng Phật nghi thanh. Thấy đạo lý chớ nào thấy tánh, còn ấn nơi tìm móc xác phàm. Ai biết tri việc phải cứ làm, sao mới biết ai phàm ai thanh. Đức luật tổ ít ai dám sanh, người dốt mà nói pháp quá rành. Lửa làm chi cao chữ học hành, biết tỏ ngộ ấy là gặp đạo. Việc có tích cần chi phải chuyện qua rồi kế lại làm gì. Nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Ta yêu chúng viết ra giảng tại, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chớ có mờ hồ. Tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo, trần giới thế nó hay kiêu ngạo. Các nhà sư hãy ráng sửa mình, nếu xích gia ngủ dây ráng nhìn. Tụ chân canh mới không hổ tiên, cả ngàn năm nhân tâm sao xiên. Sao tu hoài chẳng thấy ai thành, bởi chữ tu liền với chữ hành. Hành bất chánh người đời mới nói. Bị tăng chúng qua ham chùa ngói, nên tới khuyên khắp chúng cùng làng. Phật nào ham tượng cốt phết vàng, mà tăng tạo hao tiền ba tanh. Việc giả dối từ đây nên lánh, bổn đạo ơi hãy ráng sửa mình. Cuộc dạy đời ta lắm công trình, làm chẳng trọn uổng thay một kiếp. Lời chân chánh trần hai bỏ liếp, mãi lo làm hung hiếp người hiền. Mà làm cho Ngọc Đế thảm phiền, muốn trừng trị trần gian thảm thiết. Đức Phật tổ tâm ngài nhất nghi quyết, tâu Ngọc nghi quyết
dài trần, nên ra kinh cơ vàng nhiều lần mà dương thấy chẳng cần xét đến. Xa trần tục như cây cành khến, làm hiền hoài ắt phải tiêu mòn. Đeo giới bào riết nó cũng tròn, đến chừng đó trông vào rất tốt. Lũ già dối thượng hai thể thốt, nó chẳng kiên thần thánh nữa là gì. Tâm kẻ hung làm chuyện cố lì, chẳng có sợ mang điều tội phước. Ghét những kẻ tu hành bốc xước, miệng kêu gào chuyện phước bề ngoài. Bước vào chùa thấy Phật lại dài, lui khỏi cửa ra tay câu xe. Thấy quyền quý nó hai giữa mé, đằng bờ bưng những kẻ hung sùng. Ta thương đời nói những chuyện cùng, chẳng có gì có dung kẻ quay. Cuộc sám hối vô chùa thường làm gian lừa biết mấy nhiều lần. Thấy dương gian lường gạt thánh thần, mà Chúa sót cho đời muôn hạ. Chớ tự hỏi nào ai có là ăn năn cải sửa tâm lành. Phật chẳng qua dụng chữ tinh thành, chớ nào dụng hương đăng trà quá. Làm chay đắm tạo nhiều xa mà, bay về Tây nói những chuyện gì. Thấy chúng tăng làm chuyện quái kỳ, ta phiền ngoại cũng không chịu bỏ. Lời chân chánh hình như nói xỏ, mà không không nào có biếm đời. Thấy lạc lầm khuyên nhủ ít lời, chớ nào có ngạo chi tăng chung. Coi tâm kệ làm theo mới trúng, để lạc lầm lâm bớ tăng đồ. Định tâm thần như mặt nước hồ, suy giới nghĩ nghĩ suy đường lối.
Muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối, ghi vào lòng sao chữ Di Đà. Thì hiền lương quên mất điều tà, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Việc đạo đức bất cần thôi thắng, chữ tu hiền ngài thắng lần hồi. Thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thương lê thứ tới hồi khổ nào. Thầy lạc tứ không ngay chỉ bảo, như dịch con nhiều giấc nhờ gà. Phải nghĩ suy càng lẽ mới đà, nay gặp gốc phải mau tìm gốc. Để gặp Phật ngồi mà thắng khóc, gỡ làm sao hết rối mà về. Mắt nhìn xem yêu quái bốn bề, bởi ác đức nên không khổ ách này. Đặng thức tình trần rằng thiên đình tuồng đời sắp hạ. Trẻ nhỏ tôi đời này lắng mà bị dân mình cảm vô loài người. Kể từ rài cười một khóc mười, kéo chúng nó về người Phật thanh. Đạo quỷ dương rất nhiều chi ngánh, khuyên dương trần sớm tranh mới màu. Để ngày sau đến việc thảm sầu, ráng nghe kỹ lời ta mách trước. Thuyền chúng nó thẳng bờm lọt ngoài khơi mới hết họ khoan. Tu mà ham cho được giàu sang, với quyền tước là tu dối thế. Nhờ thở trước vua luôn võ đây, tạo chùa chiền khắp nước tu hành. Đến chừng sau ngã tử đại thành, Phật bất cứ vì tâm còn ác. Tôi biết cách như đường biết đắc, đường đắc rành đặng giữa xé lon. Ai biết nghe thì sớm liệu toan,
để đến việc như người thất nghiệp. Phải quy căn cùng nhau hội hiệp, ráng màu chờ mới kịp đạo màu. Sớm với chiều gắn chí nguyện cầu, thì sẽ được tòa chương giữa cây. Chúng sanh thể như gà thất thay, phải nằm chờ tới nước bắt ra. Thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, trời mở cửa quỷ dương xuống thay, nên ta mới ra tay cứu tế, kẻo chúng sanh bình khổ quá chừng. Sao quỷ dương đi đứng nửa lần, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết. Làm đủ cách xuống lên tha thiết, ở ngoài đường nó biết tên mình. Tin cùng không thì cũng mặc tình, chớ ta lắm công trình dài dỗ. Hồi thở trước Thích Ca Phật Tổ, ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài, mà cũng không mà rúng động đặng ngày, nên cố quán phá đời mãi mãi. Trong bốn đạo cùng là sư giải, ráng bền lòng cho được hiền từ. Hết khổ lao thì đến vui cười, chừng đó mới phỉ tình nguyện ước. Bọn gái mới ra đường tha thức, bỏ hết trơn nề nếp ông cha, khác tánh tình người cổ nước ta, nên phải chịu đớn đau đủ. Trai với gái ráng coi sự uy sách, đứng trung thành với kẻ tiếc trinh. Dọn bề trong mới gọi đẹp xinh, chớ mang lốp bề ngoài chẳng. Dài chẳng đặng nồng như lửa ơi đốt, khắp dương gian chưa đặng nghĩ ba phần. Kể từ nay tiên Phật thánh thần, lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết. Đức Thượng Đế ngự đền ngọc khuyết, nhìn dương gian cũng luôn ngỡ thở dài. Thấy chúng sanh trao trịa mặt mày, chớ chẳng chịu trao tâm
trẻ tánh. Kẻ đói khó người sáng hai lánh, bước lại gần chê lỗ tanh hôi. Coi ta bà ta thấy hỡi ôi, sầu ba tanh quá nên kêu cách. Người tàn tật đuôi cội đói rách, ít có ai để mắt nhìn vào. Chuông những người dù giống sắc màu, cầu giới mờ ông thầy cô bác. Thì kẻ khó như rơm như rác, ta quá rầu đài các dân minh. Mấy ai mà giữ giả sắc đinh, theo tông tổ của mình thở trước. Đầu với tóc áo quần láng mướt, chợ lạnh khôn của quỷ của ma. Chợ nó không có giống người ta, mà với quỷ sanh người hung ác. Lo tập luyện những câu đờn ác, chớ chẳng lo dạy dỗ ngu khờ. Để cái tâm yên lặng như tờ, coi ta nói câu nào bất chánh. Ráng bắt chước làm theo Phật thanh, nếu thiệt người thì biết thương người. Thấy kẻ khờ quê dốt ngạo cười, nào có lấy lời chi chỉ bảo. Ta thương xót lo tần lo tạo, chẳng thấy ai rễ thảo dâu huyền. Làm cho người thượng cổ thêm phiền, rất đau xót cho nòi cho giống. Biết chừng nào được quy nhất thống, khắp hoàn cầu dần biết thương nhau. Nhắc ra thì da ngọc đớn đau, không nhắc đến biết đâu dân sửa. Cơm được chính ta nhờ có lửa, dân được vui nhờ lúc khải hoàng. Phật Như Lai cho phép khùng tròn, cho bổn đạo khắp nơi đặng biết. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhận quà ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thủ quan. Việc hung ác
chữ từ bi ta diệt nó liền. Sự quán thù đáp lại chữ hiền thì thù quán tiêu tan mất hết. Chữ bạn tác dầu cho đến chết cũng kéo sơn gắn chặt mới là bước ra đường ăn nói thiệt thà. Dầu khôn khéo cũng là giả dài. Nếu tranh đương ngắt ta bị hại thêm xa cơ lại bị xích xiềng. Vì đời nay chúng nó dùng tiền ít ai dùng chữ nhân chữ nghĩa. Theo học đạo mặt ai mai mía ta cũng đừng gây gỗ với người. Được mấy điều thì đáng vàng mười, thiệt hiền đức có ai mắng chửi. Xưa đức thánh luận bàn cái lưỡi, ngài nói rằng các việc tay mày thuận với hòa hai ghét với rầy, cùng cái lười làm thầy các việc. Phải kiếm cách đặng ta trừ tiệt, lấy tâm thần làm chủ mới màu. Cùng chẳng nên theo tánh gió hầu, thấy chẳng nói mà nhăn mà nhướng. Hãy liệu sức trở nên nói bướng, vào việc chi liệu lượng mà làm. Điên khùng này chẳng có nói xàm, nói những chuyện từ bi bác ai. Nếu bổn đạo còn ai làm sai, coi kệ này mình sửa lấy mình. Ta không tranh mà cũng không cần, cho ba tánh dèm pha thọ chi. Ai làm phước in ra mà thi, thầy được nhiều hạnh phúc sau này. Chốn non xanh dạy dỗ cáo cày, xuống trần thế ra tay dắt chung. Tới với ta chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng. Chẳng có cần trà hoa hương nồng, mong sanh chung từ lòng hối ngộ. Kẻ
xa xôi có lòng ai mộ. Xem kệ này tu tỉnh tại nhà, ở ruộng đồng cúng niệm vậy mà Phật chẳng chấp chẳng nài thời khắc. Chai bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ cùng chỉ dắt chúng sanh. Con Phật thì chẳng có khôn lanh, đời dân vật khôn ma khôn quỷ. Lo trang sức kim thời quê mây, rồi phụ phàng tục cổ nước nhà. Trong tâm thì chứa chữ gian tà, chớ chẳng chứa tâm lòng bác ai. Học chữ nghĩa cho thông cho thấy, đặng xuế sang đài các cửa xe tàu. Tiếng chào mừng cửa miệng đàm màu, trong tâm ý mù mù đủ thế. Ta còn mất phiêu lưu dương nghi thế, dạo lục châu đặng cô ba gia. Mất tình ai xem kệ ngâm nghe, hai sửa đổi tùy lòng hú hì. Thương sanh chúng tỏ bài quá kỳ, hỡi dương trần nên sớm hoài đầu, đằng sau xem Phật pháp nhiệm màu. Với báo quy đại lầu tươi tốt, xác ta vốn là người quê nên mơ màng chưa được mấy rành. Khắp dương gian như sợi chỉ mành, mong bổn đạo tâm thành trở lại. Dầu cực khổ này chẳng nài, chẳng cần ai bái lại khẩn cầu. Bỏ gì đoan mới thấy đau màu, bước giả dối gặp người thương cổ. Gấp thở trước của tông của tổ, đầu có bài dối mị như vậy. Nhận sám chiền xưa của Phật thầy, dân răng kim mà tri thì biết. Xưa để lại nhiều câu thảm thiết, mà nào ai
có biết để lòng. Chuyện thiên cơ nói rất não nồng, cầu hữu ly ba tầng khó sánh. Chốn tụ hội chớ nên liễu hành, vì lời xưa có dặn rạch rồi. Dân chớ nên phụ bạc giống nòi, mà lao ly tâm thân vô ích. Phải nhẫn nhục chờ người cổ tích, Phật giới trời phân định cho ta. Người xưa tuy ít chữ nôm na, chớ chờn chất người ta ngay thẳng. Dạy bốn đạo lấy câu trung đẳng, chẳng nói cao vì sắp rốt đời. Đấng nam nhi ân nhẫn tùy thời, vậy mới gọi khôn ngoan hữu chi. Ta ra sức viết câu quyển bí, chúng dân ôi ráng kiếm ráng tầm. Dông thú kia là loại xanh cầm, mà còn biết kiếm tầm đạo đức. Thú vật biết tu hành nao nức, còn người sao chẳng rứt hồng trần. Việc tu hành phải vẹn nghĩa ân, kinh giới sấm chúng dân thường thấy. Chữ bát chánh rõ ràng trong giấy, là chân truyền của Đức Thích Ca. Người tu hành cần phải tìm ra, cho dân biết một đầu chánh kiến. Trí linh mặn nhìn xem các chuyện, phải đừng cho lầm lạc nẻo tà. Dầu giết người hay việc của ta, nên phán đoán cho tường cho tận. Tội với phước xét coi nhiều bằng, mới khỏi lầm tà kiến ở đêm vào. Chánh tư duy một mấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đang nhớ. Trên cùng dầu thầy hay tớ, cùng tướng đều chung chánh mới màu. Việc vui sai mèo má đâu đâu, hãy dẹp gác nhớ câu lục tự.
là quá bự, dầu nghề chi làm việc ngay đường. Ta đừng nên theo kẻ bất lương, học ngón xảo để lừa đồng lõi. Chánh tinh tấn dầu thành hai bài, cứ một đường tín ngưỡng của mình. Dầu cho ai phá rối đức tin, ta cũng cứ một đàn đi tới. Một chánh mạng chúng sanh ơi hỡi, cho hồn linh cái quảng châu thân, lấy chân nhân dẹp tánh phạm trần, mới có thể mong về cực lạc. Câu chánh ngữ lòng son ghi tạc, tiếng lẫn bàn ngày ngăn tỏ tường, nói những điều đức hạnh hiền lương, chớ thêm bớt mà mang tội lỗi. Việc tráo trác ấy là nguồn cội, lời sao ngôn do đó mà ra. Kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca, cầu chánh niệm thiết tha nhiều nói. Khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc vẹn toàn. Dần chớ nên làm bướng làm càng, trong lúc ấy niệm cho lấy có một chánh định thiệt là rất khó. Giữ tấm lòng bất động như cho hồn linh yên lặng an cư, thì mới được quần nguyên phản bổn. Tà giới chánh còn đương trà trộm, người muốn tu phải sớm lọc lường. Tự diệu đề ai có mến ưa, thì lão cũng kể sơ thêm nữa. Chữ tập đề nay đã mở cửa, để đem vào khuôn khổ người hiền. Sáng cực lòng một bước đầu tiên, sao mới được làm nên Phật thân. Về thượng giai tội tiên mới bành, đến việc đời trừ giặc dục xưa. Cõi hồng trần các việc mến ưa, sự giả tạm ta nên rất bỏ. Muốn tâm tánh ngài
nhọc nhằn. Lòng dục tu thì phải thiệt hành, chớ đừng có ham điều sung sướng. Đức Phật tổ nào đâu hẹp đường chịu nhọc nhằn, mới rõ ngữ đạo đề. Thấy một đàn thắng bằng mà mê, ôi chừng đó mới là màu nhiệm. Mùi đạo diệu chúng dân răng kiếm, trễ thời kỳ khó gặp đặng ta. Rồi hành luôn bác nhận mới làm, thì muốn việc điều an ba tuệ. Chữ thứ nhất nhận năng sự thế, là người hiền khó kiếm trên đời. Lập thân danh từng trái nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Chữ nhẫn giải trùy tâm trong trẻo, khuyên dương trần giữ phận làm đầu. Nhân hương lân cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới đều hòa ý hỷ. Nhân phụ mẫu gọi trang hiền sĩ, phận sướng tày chồng vợ nhìn nhau. Nhìn xóm chòm cô bác mới cao, nhận tâm nọ ngày ngày an lạc. Nhìn tất cả những người tuổi tác, nhận tánh lành yên tĩnh dài lâu. Giữ một lòng hiền hậu mới màu, quanh năm cũng bảo toàn thân thể. Chữ nhận đức kể ra luôn thể, thì trong đời vạn sự bình an. Chữ nhẫn thành bao quy hiển giang, khắp ba tánh được câu hòa nhã. Câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muốn niệm thì phải ráng sưu tầm. Các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân ráng tranh kẻo lâm mà khổ. Chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lòe mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bầy khó mong sống sót. Ta chẳng phải dùng lời chuốc ngót,
mà làm cho dân chúng sai mê. Nẻo chánh tà biện luận nhiều bề, cho ba tánh tìm nơi cội gốc. Lửa cho phải kẹo xưa danh mộc, đừng để lầm thở khéo sơn giang, thì sau này đến lúc kỳ phong ba giông gió lớn cột kèo khỏi gài, thấy xanh chung nhiều người khờ dại chẳng biết gìn phong quá lễ nghi, nên ta đem đạo đức duy trì dần tục cổ để người chẳng rõ. Còn chậm chạp đạo màu chưa tỏ, như rừng quang mới dọn nghĩ một đường, nào quản thân lương muốn cứu thế xa chi bùng trình, thương quá sức nên ta bình rình quyết đổ đời cho còn chốn mê tâm, thì ta chẳng an vui cực lạc. Dạy bổn đạo lấy lời đích xác, mà chẳng tu là bởi không ưa. Chớ nước sâu mà bị gào thương, dân đông đảo lời truyền chẳng xiết. Nên phải tạm mượn cây ngồi viết, đem đao màu như hạn cho đặng tô trần tâm ý người xưa, chữ thầm thầm trong kinh Phật giáo. Nền chân lý chúng chê rằng lão, mà nào ta có lợi dụng ai. Trong má da nhiều ít lòng chai, để giữ trọn trong nền Phật Pháp. Dình giới cấm sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng ta. Nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dầu làm lụng cũng là trì chi. Chờ thiên địa cháu nhi phục thì, như đời xưa có gã tự phòng. Xem thời cơ người đã rõ thông,
dùng tôi thiểu mà an ba tánh. Đời vật chất văn minh tranh cạnh, chữ lợi quyền giật giết lẫn nhau. Đồng lòng hiền chư Phật đớn đau, cho kinh sấm dạy rằng trần thế nhìn thấy chuyện gạo châu củi quê, nghèo bạc vàng đạo đức cũng nghèo. Ta xuống trần nhằm lúc nạn eo, nên phải bị kẻ hung khinh bỉ. Vì bác ai nên thân cuộn sĩ, phải chịu điều khổ hạnh sâu xa. Mong cho đời gặp lúc khải ca, trong bốn biển thái bình mới tội. Phật tiên thánh lòng nhân hà hải, nhận ước ao thế giới hòa bình. Nên khuyên đời truyền bá sự kinh, cho sanh chung sửa mình trong sạch. Vào đối bạn khinh khi kẻ rách, là những câu trong sách Minh Tâm. Tánh kẻ sang đổi vợ nào lầm, thanh nhân để nhiều câu hữu ly. Có mấy kẻ ăn năn xét kỹ, mãi ý tài chê bướng chê càng, thì ngày sau đừng có trách than. Những tội lỗi của mình tạo lấy, bị hao thân giết người không thấy, rồi mang lo dèm xem nhiều lời. Vì vậy nên tình nghĩa xe lơi, đâu gần gũi mà tưởng diệu ly. Trong lục tình ai là người trí, mau thức thời tìm đạo nhiễm sâu. Khuyên dân đừng chia áo rẻ bầu, phải hợp tác gieo trồng giống quý. Coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ sông Phật khó giấc nghe diều. Thả thuyền từ bên giác năng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Việc trời qua như mây gió ơi cuốn, nhìn cuộc ngỡ đời ngại trời sáng ra kể lại thấy
chư phù dân phú quý nay mai luân giới chuyển dời qua đổi lại. Coi ta bà mấy ai tồn tại sống dư trăm như tuổi nhớ lão bành. Đời hạ quân hai chết tuổi xanh như thuở trước nhan hồi còn trẻ. Miễn cho được ngày hai cơm tẻ buổi bằng hàng đặng có tu thân. Nhờ ơn trời ban bố đức ân xem chung cuộc phong thần tại thế. Sự những kẻ hung hăng tội tệ thường những người trung nghĩa vẹn toàn. Ra kệ này hai chữ bảo an cho trần thế được tâm thanh tịnh. Ngọc báo quy ẩn trong Nam Định, muốn tìm kim đại biển gắn công. Thấy dân tình luôn những ước mong, gặp giống tốt hải mau cài cây. Ai có nói ta là người quấy, ta cũng cam bụng chịu tiếng lời. Tỏ ít câu cầu chúc cho đời, mong ba tánh vạn dân giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.